huấn luyện viên Park, thật đáng tiếc khi chúng tôi thua ở phút bù giờ. Đội tuyển Việt Nam có trận thua 2-3 trước đối thủ Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra rạng sáng mùng 8 tháng 10. Thật đáng tiếc khi chúng tôi thua vào phút bù giờ. Tôi cũng tiếc khi đã thay hậu vệ quá sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chơi hết sức mình, quan trọng là các cậu ấy không từ bỏ, huấn luyện viên Park mở đầu buổi họp báo. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi do công của hậu vệ Hồ Tấn Tài, phút 79 và Nguyễn Tiến Linh, phút 90. Tuyển Trung Quốc ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+5 do công của Guley. Tôi chịu trách nhiệm cho các quyết định thay người. Các cầu thủ cần những sai sót để trưởng thành. Tôi nhấn mạnh sai lầm của cầu thủ là lỗi từ huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Khi nhận xét về tuyển Trung Quốc, ông cho rằng đó là đội bóng có sự đầu tư.